con trai mà kém tuổi thì tán các chị được không? Thế là bây giờ mình sẽ đọc câu hỏi của các bạn nghe để các bạn tư vấn cho bạn đấy nhá. Mong chị tư vấn giúp em. Chào chị, em nghe nói chị là chuyên gia tư vấn trên Top Top và những câu nói thâm sâu đi vào trái tim con người. Và em có một trường hợp mong được chị tư vấn. Chuyện là em mới đủ 18 tuổi và được bố cho học bằng lái để chuẩn bị cho đợt thi bằng. Vì mẹ em bảo nếu Tết này mà không có bằng thì ở nhà. Sau đó em đến chỗ học bằng thì có một anh và hai bạn nữ. Hai bạn nữ đó em sẽ đọc là bạn A và B. Bạn A thì không son không phấn gì cả. Bạn B thì nhìn cực kỳ xinh nhưng có vẻ ít nói và hơi chảy. Và với kinh nghiệm chưa tán gái bao giờ thì em thấy hai đứa này lùn. Hai đứa này lùn. Chắc 2K4 giống em. Sau một hồi học lý thuyết thì thầy hẹn địa điểm thi thực hành. Khi đó thầy hỏi em biết địa điểm thi chưa. Em chưa kịp nói gì thì thầy bảo bạn A cho em số để bọn em hẹn nhau cùng đi. Và khi có số thì em có cả Zalo. Sau khi em xin được số thì bạn này cũng chủ động bắt chuyện với em. Vì em thấy cách ăn nói của bạn khá vui và dễ gần nên khi về em liền nhắn tin qua Zalo để làm quen. Nhưng vì não ngắn nên em chả hỏi được gì ngoài vụ thi bằng lái xe. Sau đó em có xin Facebook và nhận ra chị này chưa có người yêu. Đến lúc chiều thi thực hành bạn này có bắt chuyện với bố em thì em mới phát hiện ra bạn này tên LQ Anh, chắc là cái gì Lê Quỳnh Anh hay cái gì đấy, sinh năm 2K2 và đang là sinh viên năm 3. Lúc đấy em nghĩ toang rồi, sao lại tính tán người lớn hơn mình 2 tuổi. Nhưng sau đó chị lại nói chuyện với em thì em thấy khá vui nên em tính tán chị. Sau mấy ngày nhắn tin em nhận ra đa số em nhắn chị mới rep, nhưng sau đó em nghĩ chắc do mới quen nên vậy. Sau một khoảng thời gian cụ thể là một tuần em nhận ra chị hơi nhạt và trả lời rất logic. Cái gì cũng nhìn thực tế và ít biết đùa nhưng lại thích ảnh chết và truyện tranh á. Ảnh chết và truyện tranh. Em cũng chỉ dựa vào được mấy cái đó để tiếp chuyện. Sau đó em có hỏi đứa bạn em kia nhắn tí nào sắp hết rồi. Đứa thứ một bảo con gái bây giờ hiếm yêu người ít tuổi lắm, đa số là hơn tuổi thôi vì con gái đa số suy nghĩ chín chắn cho tương lai, con gái muốn có người trụ cột chăm lo cho họ chứ không cần ngược lại. Khi em hỏi người thứ hai thì lại bảo là vì con gái chạc 20 tuổi thì mới bỏ lối suy nghĩ yêu trai lớn tuổi hơn, khoảng cách giữa trai lớn tuổi hơn và ít tuổi hơn là 50-50. Sau đó em hỏi đứa thứ ba thì nó bảo mẹ đúng lắm thầy nhiều bạn mà. Theo tao thấy thì chị đó, chị là trả lời cho có thôi, nếu nói thẳng ra là chị không để mày vào mắt. Sau đó em hỏi ông anh, ổng bảo ui giờ sao cứ phải nghĩ vấn đề đấy, nếu mày thích người ta thì cứ tán thật lòng, dù sao mày cũng chưa tán ai bao giờ nên thử một lần. Xong em hỏi đứa thứ năm, cũng bạn em, nó bảo không phải suy nghĩ về vấn đề đó, dù sao cũng chỉ là mới quen họ không để ý, nhưng bình thường cứ thử 1-2 tháng mà không có tiến triển thì thôi. Và sau khi em thấy một số video của chị trên Top Top em thấy những kết luận chị đưa ra rất thiết thực và dập tắt trái tim con người, nên em muốn chị nhận xét về chuyện của em. Cảm ơn chị đã đọc hết một đống chữ này. Ok, sợi chia tay cho nhanh. Đại khái này á, để mình tóm tắt lại cho mọi người dễ hiểu nhá. Cho bạn nào mà vào ngang chừng chưa hiểu câu chuyện á, thì bạn nam này đi thi bằng lái xe à, chưa quen mà chia tay gì thế mấy ông. Chưa quen đã yêu đâu. Mấy cái ông này chưa yêu nhá, chỉ đang tán thôi. Thì các bạn thấy là có cơ hội hay không ạ? Em nghĩ ổng phải cố gắng á. Đúng. Một cái comment này đúng, mấy cái comment kia cứ bỏ. Đây để mình nói suy nghĩ của mình nhá. Các bạn cứ tiếp tục comment đi. Bạn đấy, ví dụ như là bạn đấy kém bạn nữ kia 2 tuổi mà bạn nữ kia là một người thích những người chín chắn trưởng thành á, thì coi như bạn nam này bị trừ 2 điểm đi. Trừ 2 điểm về tuổi tác. Bởi vì là sao? Bởi vì là kém tuổi thì thường trẻ con hơn đúng không? Có thể người ta không thích. Nhưng mà như thế không có nghĩa là mình bị trừ hết điểm, mình chỉ trừ 2 điểm thôi. Thì mình có thể bù lại bằng cái khác. Ví dụ như là mình bù lại bằng cái việc là đẹp trai, có đẹp trai không? Hay là mình có tiền đúng không? Đấy, bố mẹ bảo đi thi bằng này chắc là thi bằng để về mua cho mấy con xe SH, Mercedes các kiểu rồi đấy. Thì mình suy nghĩ xem là mình có cái gì. Tức là không hoàn toàn là kém tuổi thì sẽ là mất điểm hết đâu, mà chỉ là nó bị trừ đi một ít điểm thôi cho mắt người ta thôi. Đấy, thì cái cơ hội nó bị giảm đi một xíu. Không hoàn toàn có nghĩa là không hoàn toàn là mình không có cơ hội. Nói thế thì cũng không phải. Thì thực tế mình đã trải qua cái này rồi. Thực tế là mình trải qua cái này rồi á. Bởi vì là trước đây là mình có từng có một bạn nhỏ hơn mình 1 tuổi tán mình. Mà lúc đấy thì trước đấy thì mình đã thề là mình tập quen kém tuổi. Tại vì là mình nghĩ là mình muốn yêu một người hơn tuổi mình, kiểu chín chắn trưởng thành mà mình có thể gọi là dựa dẫm được ấy. Mình kiểu như là vững kiểu như là vững lòng hơn ấy. Chứ còn yêu một người nhỏ tuổi thì mình sợ là mình có thêm một thằng em trai hay là có thêm một thằng con trai ấy mệt lắm. Thế là không thích.
Thì cái bạn đấy tán mình á, bạn đấy nhỏ hơn mình 1 tuổi. Thì cái lúc đầu mình cũng trả lời hời hợt lắm, tại vì mình không cảm thấy là có tương lai với bạn này. Mình nghĩ là chắc là chả tới đâu đâu. Thế nhưng mà xong rồi bạn ấy đẹp trai quá, thế là yêu. Hết chuyện rồi. Đẹp trai quá yêu hết rồi. Đấy thì mình lấy ví dụ đấy cho mọi người hiểu nha. Nên là nhiều lúc không phải là cứ kém tuổi là không có cơ hội đâu. Nó chỉ là cơ hội mình bị giảm đi một tí thôi. Còn mình bù lại vào cái khác thì cũng được. Nhá. Đấy, hết chuyện rồi. Chấm hỏi cái gì? Mẹ nói thật lại còn không tin nữa, mệt ghê. Tệ dậy á? Sao lại tệ? Mẹ tệ cái gì? Quay lại vẫn là đẹp trai. Thì người ta phải có cái gì chứ đúng không? Bạn đẹp trai với cả... Nói chung là đẹp trai, nói mỗi đẹp trai thì cũng không phải. Bạn đẹp trai với cả bạn khá là tâm lý. À không phải tâm lý mà bạn rất là thương mình, rất là chiều mình á. Thế là mình yêu thôi. Đấy, mình lấy ví dụ như thế cho mọi người hiểu. Mình chỉ đang lấy ví dụ thôi. Không hiểu à? Lấy ví dụ thôi, ví dụ khác. Còn thực tế thì nó cũng nhiều thứ, đúng không? Ví dụ như là điểm cộng của bạn đây là đẹp trai, với là cao độ trên 1m8, xong rồi rất là thương mình, rất là chiều mình nữa. Trời ơi, nói chung là trừ mất 2 điểm tuổi tác thì nói chung là vẫn được khá nhiều điểm. Thì yêu cũng được. Xứng hết. Đấy nha. Nên là các bạn đã hiểu vấn đề chứ ạ. Nói chung là người ta cũng tốt với mình, cũng khá là kiên trì về cái sự hời hợt của mình lúc đầu. Nói chung là lúc đầu mình cũng khá là hời hợt, nhưng mà bạn ấy rất là kiên trì, với bạn ấy đẹp trai nữa thì ai chả đổ mẹ nói gì ấy, đúng không? Thôi ông im mẹ à mồm đi. Câu hỏi muôn thuở, chọn tình yêu hay sự nghiệp? Chị ơi, nếu là con trai nên chọn sự nghiệp hay tình yêu trước á? Tùy thời điểm em ạ. Tùy thời điểm xem là lúc đấy em đang thiếu cái gì. Tức là cái sự nghiệp là cái cần phải có, còn tình yêu có thì tốt. Tức là có thì tốt, và nếu không phải ở thời điểm này thì có thể ở thời điểm khác. Nhưng mà sự nghiệp thì rất là khó để em có thể bắt đầu ở tuổi 30-40. Tức là sự nghiệp là em phải xây dựng từ trước đấy rồi. Sự nghiệp nó là cái quá trình ấy, em hiểu không? Tức là em phải từ những cái năm 20-30 là em phải tích lũy dần dần rồi. Ví dụ như là em biết ít hơn ở tuổi 20, xong rồi nhiều hơn ở tuổi 25, xong rồi nhiều hơn nữa tuổi 30. Tức là nó phải tích lũy như thế, nên là nó cần phải có. Còn cái tình cảm thì em ví dụ như 30 tuổi em bắt đầu thì em vẫn có thể bắt đầu được kiểu vậy. Nên là tùy, nếu mà sự nghiệp của em nó ok rồi, nó ổn rồi thì em có thể suy nghĩ được cái việc là có tình cảm để hạnh phúc hơn kiểu vậy. Tức là sự nghiệp với cả tiền bạc, cuộc sống ấy, nó cần được ổn định trước. Nó là cái phải có ấy mọi người. Nếu không có cái đấy thì nếu các bạn không có sự nghiệp, không có tiền bạc, không có công ăn việc làm, không có cuộc sống các bạn bấp bênh á, thì kể cả các bạn có đối tượng để các bạn yêu đi chăng nữa thì rất khó để duy trì cái đấy. Nên là giống như nhá, để mình ví dụ như là giống như là công việc với cả cuộc sống với cả tiền bạc, nó giống như kiểu là nước lọc để duy trì cuộc sống cho các bạn. Còn trà sữa thì nó sẽ là cái khiến cho các bạn vui ấy, kiểu đấy. Thì tình yêu nó giống như trà sữa kiểu vậy. Nên là nếu mà các bạn không thể duy trì được cuộc sống của bạn thì các bạn không thể duy trì chuyện tình cảm được. Em làm tháng có 10 triệu nên không dám yêu đương chị ạ. Yêu đương thì yêu kiểu 10 triệu thôi. Cứ yêu mấy cái đứa mà mẹ xài hàng hiệu với cả ăn mặc sang chảnh rồi ăn ngon mặc đẹp thì làm sao mà nuôi nổi, đúng không? Nếu mà các bạn mà lương các bạn không cao thì các bạn chọn yêu kiểu sinh viên thôi. Vấn đề là các bạn thường thì khi mà các bạn lương 10 triệu là các bạn nhìn mấy cái đứa lương 12, 15 triệu các bạn mới muốn yêu cơ. Mấy cái đứa mà kiểu hay là một là lương của nó cao, hai là phải xinh đẹp thì các bạn mới yêu. Nhưng mà những cái đứa như thế lại rất là cần được nuông chiều thì các bạn lại không có đủ khả năng, đúng không? Nếu mà các bạn, chứ còn bây giờ đây người ta sinh viên người ta vẫn yêu bình thường mà. Người ta lương có 2-3 triệu tháng người ta vẫn có thể gọi là mẹ đi ăn vỉa hè với nhau được. Hay là người ta có thể gọi là, nói chung là người ta tiết kiệm được ấy. Ra gì đấy? À, cảm ơn em vì xem stream em mà anh với người yêu anh chia tay rồi. Nhưng mà vấn đề là chia tay xong hạnh phúc hơn, đúng không? Vấn đề là ấy, tất cả những bạn mà nghe lời em hay là xem livestream của em mà chia tay thì các bạn ấy đều cảm thấy là cuộc sống của bạn ấy hạnh phúc hơn. Chứ em không làm cuộc sống của mọi người tệ hơn. Đấy, kể cả là chia tay hay không thì nó vẫn là cái việc nên làm. Có những người là người ta cứ nghĩ là chia tay là tồi, nhưng mà không phải đâu. Có nhiều trường hợp là mình chia tay xong là cuộc sống của mình vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn đấy. Có phải là chuyện tình nào nó cũng tốt đẹp đâu. Có phải chuyện tình nào là nó cũng mượt mà đâu, đúng không? Nhiều lúc là mình ở bên cạnh nhau, mình còn giày vò nhau, còn mệt hơn rất là nhiều so với việc là đường ai nấy đi cơ. Thôi ông im mẹ á mồm đi. Tránh xa tình yêu tiêu cực và chuyện người yêu tin đồn của nắng. Chị cho em xin tip tránh xa tình yêu á. À, sống tích cực lên.
sống tích cực lên, em sẽ kiểu như là chỉ thu hút những thứ tích cực thôi. Tình yêu nhá, thì có tình yêu shit, tình yêu rác đúng không? Nếu mà tình yêu tích cực thì em sẽ yêu, còn nếu mà tình yêu tiêu cực thì em không yêu. Chị là cái đứa mà sẽ chỉ chấp nhận tình yêu tích cực thôi, còn tình yêu tiêu cực là chị cũng không yêu luôn. Nếu mà em mà sống tích cực với cả em và kiểu nhìn nhận vấn đề một cách kiểu như là nhìn nó khách quan ấy, nhìn nó từ nhiều phía ấy, thì em sẽ chỉ chấp nhận tình yêu tích cực thôi. Chứ không phải là tình yêu là sai. Tình yêu sai mới sai nhá. Đúng này, tất cả đều đúng. Như nào là tình yêu tiêu cực á? Tức là tình yêu tiêu cực thì có nhiều kiểu lắm nhá. Ví dụ nhá, là chỉ có một người yêu một người, chỉ có một người cố gắng thôi, người kia không cố gắng. Hay là tình yêu mà hai người không có hiểu nhau. Hay là tình yêu mà kiểu như là một người thì sẽ chỉ chung thủy, còn một người thì sẽ kiểu luôn có cảm giác là sẽ rời đi bất kỳ lúc nào, hay là có nhiều mối hay gì đấy. Tức là tình yêu mà khiến cho mọi người tiêu cực, khiến cho mọi người suy nghĩ nhiều, khiến cho mọi người lo lắng, khiến cho lo lắng ở mức độ vừa phải thì ok nha. Tình yêu nào nó cũng sẽ có những cái lúc buồn, những cái lúc lo lắng, nhưng mà nó nên ở cái mức độ nhỏ thôi. Ví dụ như hiểu lầm một xíu, cãi vã một xíu, giận dỗi một xíu, ok. Chứ còn đằng đây ấy à, cứ kiểu như là quỵ lụy với cả tiêu cực quá thì cái đấy không được nhá. Thì cái đấy sẽ, nó sẽ là tình yêu tiêu cực. Các bạn ở trong chuyện tình cảm đấy mà các bạn cứ cảm thấy là chuyện buồn nhiều hơn chuyện vui. Tức là mình buồn nhiều hơn mình vui, thời gian mình khóc nhiều hơn thời gian mình cười, thì chắc là các bạn nên suy nghĩ lại về chuyện tình cảm đấy. Chứ còn không phải là chuyện tình yêu nào nó cũng tệ đâu à. Hèn gì anh Cường không thao túng được chị á. Chứ gì nữa. Tức là ấy, những người mà người ta cố tình lừa mình, mà người ta kiểu lừa một cách kiểu khéo léo, kiểu cố tình lừa nhá, mà mình cũng chưa chắc đã lừa được mình. Ví dụ như là cố tình lừa theo kiểu là bên ngoài người ta thể hiện thế này, người ta thể hiện là yêu thương mình, rất quan tâm mình, chỉ có một mình thôi. Xong rồi là người ta kiểu như là tất cả những cái mối mập mờ khác là người ta giấu ỉm đi luôn. Tức là người ta không công khai một cái gì cả, mà chưa chắc đã lừa được mình nha. Tại vì mình rất là danh, mình rất là tinh luôn á. Mình chỉ cần không gọi là danh đâu, danh thì nghe hơi quá. Mình rất là tinh ý luôn á. Tức là từ những cái hành động nhỏ hay lời nói nhỏ thôi là mình có thể cảm nhận được rồi. Nếu người ta mà kiểu như là có ý đồ gì không tốt với mình á, thì lâu lâu dần thì cũng sẽ nhận ra thôi. Chứ còn anh Cường là không có giấu gì nha. Anh Cường là còn không cả như thế luôn thì làm sao mà lừa được chị. À không, lừa, ý là anh Cường kiểu anh Cường là kiểu gì nhỉ? Anh Cường là kiểu không có thích như em nghĩ đâu. Anh Cường chỉ thể hiện vậy trên stream thôi, chứ còn bên ngoài là không có gì hết. Chị chỉ nói thế thôi, chứ anh Cường thích chị lắm đấy á. Trời ơi, hôm nọ mình vừa nói với kênh chat rồi, nhưng hôm đấy hôm qua ít người xem hay sao ấy, hôm qua mình có bảo với mọi người rồi là mình với cả anh Cường không nhắn tin riêng với nhau luôn. Mình không biết là có thích hay không nhá, nhưng mà không có nhắn tin với nhau. Tức là anh Cường, mình không biết anh Cường ý đồ như thế nào, nhưng mà anh Cường toàn lên nói với mọi người vậy thôi, chứ không có gì với mình hết á, không có tán tỉnh mình gì đâu, thật luôn, thề luôn, anh Cường không có tán mình. Tin. Anh Cường chỉ có nói với kênh chat là thích mình thôi, là nó phép thôi, chứ không có tán tỉnh gì cả. Mình với cả anh Cường là nhắn tin theo kiểu là hôm nào mà có sự kiện gì mới nhắn nhé. Ví dụ như là Nắng ơi em có tham gia sự kiện này không? Ấy cho mình bảo là em có, thế anh cũng tham gia đấy. Xong rồi hay là kiểu như là Nắng ơi mấy nữa có cái bữa offline này các thứ này em đi không? Tức là chỉ nhắn tin có việc gì đấy mới nhắn tin nhá. Chứ còn nhắn theo kiểu là em ăn cơm chưa? Nay em ăn mấy bát, em đi chưa? Hay là kiểu hôm nay em vui hay em buồn là không có luôn. Là mình với cả Cường Hoàng không nhắn tin riêng với nhau nhá. Nhưng mà nói các bạn tin ý, kiểu đấy. Nên là các bạn bị Cường Hoàng thao túng tâm lý rồi, chứ thực ra là không có như vậy đâu. Cường Hoàng kiểu làm cho các bạn tin là Cường Hoàng là một người rất là si tình với cả kiểu rất là thật lòng, nhưng mà không có được đáp lại ấy. Cái lùng má là nếu có đâu, không có đâu, điêu vãi trưởng luôn, thế kiểu tồi vãi. Xong rồi các bạn cứ chắc tin vãi, xong rồi cứ sang nói mình này kia. Mình đã bảo rồi, không còn nhắn tin với nhau. Không còn nhắn tin với nhau luôn ấy. Không nhớ là cái tin nhắn cuối cùng là chắc là từ hôm mà đi ăn cùng với mọi người. Mà đi ăn cùng mọi người đâu có nhắn tin đâu, là nhắn nhóm luôn á. Không sao chị ơi, gia đình tâm sự trong nhà được mà, cần gì inbox á. Ok lộ á. Cái gì đấy? Cường Daddy đang đợi bao giờ được 7 điểm với chị mà. Lúc nào ông đấy chả kêu 4 điểm không tán thì 9 điểm á. Trời ơi, chứng tỏ là Cường Hoàng rất là giỏi thao túng các bạn ấy. Nên là kiểu các bạn tin sái cổ luôn. Đến cái mức mà hôm đó có một người, có một anh đấy kiểu mình quen qua công việc thôi, nhắn tin cho mình hỏi là thế dạo này yêu Cường Hoàng à? Nhắn tin cho mình hỏi là ủa dạo này yêu Cường Hoàng à? Là mình kiểu ủa alo, ủa không biết là tin kiểu gì mà nó bay ra tận đâu luôn. Thôi đi bà nội ơi, ôi thật là không nhắn tin nhau rồi mà. Tàn gái thời 4.0 là không cần nhắn tin riêng, đợi tự đổ thôi á. Thế thì chịu rồi, thế thì mời bạn về đội Cường Hoàng nhé. Câu view quá. Ui cái lùm má câu view gì đấy? Ai nhắc tới Cường Hoàng là câu view á? Ôi thế mình xin lỗi nha. Mình gửi lời xin lỗi sâu sắc chân thành đến bạn Đức Thiện Hoàng Nguyễn và anh Cường Hoàng nha.
Thế chị có thích anh Cường không á? Thôi không dám thích đâu, người ta bảo mình câu view.